Dạ con xin mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì tiếp tục ghé lại vườn của bác Năm để giới thiệu đến quý chú một lô cây mới. Vườn bonsai của bác Năm Hiền quý chú, địa chỉ tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì bông hoa rực rỡ bác Năm giới thiệu đến quý chú đây. Bông trang nè, rồi linh sam nè, thần kỳ thì đang trái luôn, trái chín đỏ rực luôn quý chú ha. Rồi vú sữa, đây, vú sữa thì lên mầm khỏe luôn. Rồi lài sung, cẩm thị, sam hương, nói chung là cũng khá là nhiều cây để cho mình lựa chọn ha. Thì con mời quý chú cùng gặp lại bác Năm để mình giao lưu ha. Dạ rồi, con chào bác. Rồi Năm Hiền chào chú Khánh. Năm Hiền cũng mến chào quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước kính mến. Hôm nay tại địa điểm khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Năm Hiền có giao lưu cùng cô chú anh chị một số cây kiểng thần chậu nha, như là linh sam, thần kỳ, bông trang ha, sam hương, sung. Mong cô chú anh chị có xem clip này ủng hộ dùm cho Năm Hiền nha. Năm Hiền cũng thành thật cảm ơn trước nha. Dạ. Thì số điện thoại của Năm Hiền là 0939790859 ha. Đó là cũng là số Zalo của Năm Hiền nha. Thì bắt đầu vào thì cây số 1 là một cây sâm hương ha cô chú anh chị mình ha. Cây số 0 nha. Đây là cây số 0. Số 0. Rồi, cây số 0. À, dạ. Cây sâm hương ha, rắn chật ha, củ đế dài nha cô chú anh chị mình ha. Đấy. Củ đế rất là dài nha. Rồi. Dạ. Cây này cũng được sửa tay cành tròn đều hết trơn. Cũng mịn hết rồi ha. Đấy. Rồi. Chiều cao vị trí này là nó được 49 ha cô chú anh chị mình ha. Tăng ngang đi. Tăng ngang thế này thì nó được 32 ha. Dạ. Quỳnh thân trong eo này thì nó được 31 tính 30 ha. Đó. Còn quỳnh quỳnh cũ thế này thì nó được là 49. Đấy. Cây sâm hương ha. Rồi. Đế và đế sổ nó là được 19 cô chú anh chị mình ha. Cây này cây thần chậu nha. Đấy. Đấy. Cây sâm hương lá rất là thơm nha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Cây số 0. Cây số 0 này có giá là 900 ngàn thôi nha, cũng bao ship toàn quốc nha. Đấy. 900. 900 thôi ha. Đấy. Dạ rồi, đổi giúp con luôn ha. Tiếp tục là một cây sâm hương số 01 nha cô chú anh chị mình ha. Tiếp này mình chỉ có là hai cây sâm hương mà thôi nha. Số 0 và 01 đó nè. À, 0 và 01 ha. Cây này to hơn cô chú, đẹp hơn. Đây, cô chú anh chị mình tham khảo nha, đây. Đây. To đẹp. Đế rất là đều ha. Dạ. Chiều cao vị trí này là nó được 55 ha. Tán ngang thì nó được 36. Quỳnh thân đo trên đây đi ha. Dạ rồi, quỳnh thân đo trên đây. 18 ha. Đây nào nó có một cái vết thẹo của cô chú anh chị ha, đang kéo mạnh nha. Đấy. Dạ. Đây là vết thẹo đây. Đó. Đo quỳnh cũ đi ha, cũ sát đây. Chắc đây là được 51 ha cô chú anh chị mình ha. Đấy. Rồi cây 01 này cũng có giá là 850.000 nha. Bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Cây sâm hương nha. 850. 850.000 ha. Rồi. Đổi cây. Rồi. Tiếp tục làm lên một cặp ha. Số 1. Cặp số 1 nha. Đây, một combo như thế này là hai cây ha. Cây một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm và một cây bông trang đỏ ha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Đây. Hai cây để bàn của cô chú. Hai cây để bàn ha. Ban công là rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chiều cao là chiều cao vị trí này nó 29 ha. Quanh thì nó nhỏ thôi nha. Ngón tay của mình thôi chú ha. Dạ. Góc bằng ngón tay. Rồi cái cây mà nguyệt quế lá sắn bông chùm này thì chiều cao nó được 29 nha. Cái quanh thì nó to. Quanh là chắc được 10 ạ. Rồi 12. Rồi cái cặp số 1 này chỉ có giá là 450.000 thôi ha. Mình bao ship toàn quốc nghe cô chú anh chị mình ha. Hai cây như thế này nha. Đây, chỉ có 450.000 thôi nha. Rồi. Cái này chậu mẫu có thể mình ship cho cô chú anh chị mình được nha. Đấy. Rồi đổi cây. Đổi giùm con luôn. Đây, tới một cái lô sam ha. Đây lô sam mai ha. Sam 86 ha, siêu bông cô chú anh chị mình ha. Cây số 2 nha cô chú anh chị mình nha. Đây là cây số 2. Siêu bông chú bác nào? Ờ này siêu bông. Siêu bông. À đây. Dạ. Bông nó đang nở rất là nhiều. Bông này là bông tự nhiên thôi nha, chứ mình không có làm bông gì nha cô chú anh chị mình ha. Hoa nở tự nhiên nè cô chú. Chiều cao vị trí này là nó được 49 ha. Thơm quá thơm luôn bác Năm ha. Tán ngang như thế này là nó được 34 ha cô chú anh chị mình ha. Nụ rất là nhiều nha. Đang nở qua. Quỳnh thân vị trí này nó 17 đúng ha. Dạ. Đây. Rồi cây số 2 này có giá là 850.000 thôi nha, mình cũng bọc xếp toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. Đây là cái chi cành nó rất là to nha cô chú anh chị mình ha, muốn bằng ngón tay cái mình hết nha. Có cành như thế này đây, cây rất là dài nha. 850. 850.000 thôi. Rồi đổi cây. Dạ rồi. Đây, tiếp tục là cây số 3 cũng là dòng linh sam ha, siêu bông nha cô chú anh chị mình ha. Đây có dáng cái thế là coi lắc lượng nha. Đây cái mặt cắt trên này thì nó còn nhỏ xíu thôi nha.
nhỏ thôi. Khúc cành này bự, ngón tay cái có 5 hàng rồi. Siêu bông thì hoa nó to chứ mà thơm lắm, thơm luôn. Rất là thơm. Để hoa tự nhiên mà nó cũng trổ khá nhiều ha. Chiều cao vị trí này là được 45 ha. Trắng trắng rộng thế này là được 54. Bình tân cây này thì nó 18 nha. Đây 18 đúng. Dạ. Rồi cây số 3 này cũng có giá là 850 ngàn thôi nha. Mình cũng bao xếp toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Đây. Bông nó rất đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Nhìn thấy ha, bông màu tím rất đẹp luôn ha. Dạ rồi. Rồi đổi cây. Đây. Một cái tiếp tục là cũng linh sam nữa cô chú anh chị mình ha, cây số 4 nha. Nuôi lâu lắm cô chú. Dạ. Cái cốt cành cây nó này, to lắm. Có dáng thế bài bài ha. Dáng bài. Đây, dáng bài. Cái ra hoa liên tục đó Nam ha, ra hoa liên tục rồi xong cho trái nè. Cái trái đợt trước chưa hết nữa, bắt đầu hoa nó lên nữa. Đây nó là siêu bông mà, trái nhiều. Rồi cây số 4 hay cô chú anh chị mình ha. Trái còn trên cây nhiều lắm nè cô chú. Rồi, chiều cao vị trí này là nó 44 nha. 44. Tán dài như thế này thì nó được 69 hay cô chú anh chị mình ha. Hoành thân, vị trí này nó 18 ha. À, còn nó sát cái là chắc lớn á. Xuống đây này, mình sát củ đế này tới 22 luôn ha cô chú anh chị mình ha. Dạ. À, củ đế tròn do luôn nha. À, bằng nắm tay của mình. Cây số 4 này có giá là 900 ngàn nha. Mình cũng bao xếp toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. 900 thôi nha. Đây. Dạ. Đây. Rồi 900. Rồi đổi cây. Tiếp tục là cây linh sam nữa ha. Đây cây số 5 nha cô chú anh chị mình ha. Cây này có củ đế đẹp nha. Yeah. Đây dáng trực lắc ha. Đây. Cây nào cũng già hết á. Cốt cành rất to nha. Đây cốt cành nó bự như thế này nè. Lớn lắm, nó bằng ngón tay cái mình luôn. Cốt cành nó rất là lớn, mình nuôi rất lâu rồi. Cây nào cũng có chiều cao vị trí này là được 51 ha. Tán dài thế này được 64. Đấy. Quỳnh thân của vị trí này nó 17 đúng hả cô chú anh chị mình ha. Còn quỳnh cũ thì cỡ ha. Nắm gửi tay mình ha. Cây số 5 này cũng có giá là 850 ngàn ha. Bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. 850. Rồi đổi cây. Dạ rồi đổi luôn. Tiếp tục là cũng linh sam hả cô chú anh chị mình ha. Cây số 6 nha. Số 6. Đây. Dòng này muốn lên hoa rộ và cực kỳ dễ luôn. Cô chú cắt nước cỡ 3 ngày đi. Héo héo lá cái tưới là nó rụng lá cái lên hoa. Nội linh sam siêu bông này rất là cho hoa rất là nhiều. Chiều cao vị trí này nó được 49 nha. Tán rộng thế này được 65. Cây số 6 nha cô chú anh chị mình ha. Quỳnh thân eo nó 15 ha. Rồi cây số 6 này mình giao lưu cùng cô chú anh chị thì với cái giá là 800 ngàn thôi nha. 800 nha. Củ đế nó rất là nhiều nha. Đây đây đế nó dữ lắm luôn. Đây. Cây rất có duyên nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Bề mặt nó nhìn bề này rất là đẹp nè. Đấy. Dạ. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp tục cũng là linh sam 86 cây số 7 nha cô chú anh chị mình ha. Quá trời. Cây này to nghe bông nhiều nữa nha. Ồ nụ lên hết rất nhiều rồi. Đây. Cây số 7. Nuôi cốt rất là lâu cô chú ha. Chiều cao vị trí này là được 52 nha cô chú anh chị mình ha. Tán rộng thì nó 67 nha. Rồi. Đo nghe rồi vị trí này nó 16 ha. Củ đế thì đặt luôn ha. Bự. Rồi dưới đây thì lớn á. Rồi cây số 7 này cũng có giá là 900 ngàn ha. Mình cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Đây. 900 bao nhiêu? 900 nghìn thôi nè. Cây này có cành to lắm ha cô chú anh chị mình ha. Đó. Rất là lớn, muốn bằng tay cái mình hết ha. Đây, dạ rồi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tục cũng là linh sam hả cô chú anh chị mình. Cây số 8 ha. Giá cực kỳ dễ chơi luôn. Đây bông đẹp quá luôn. Dạ đây. Thơm ngào ngạt. Cây số 8 hả cô chú anh chị mình ha. Chiều cao vị trí này nó 45 ha. Tán dài như thế này được 60. Cây này có cái giọng cò lắc rất đẹp hả cô chú anh chị mình ha. Đây. Vị trí này nó 18 ha. Đây 18. Dạ rồi. Rồi cây số 8 này cũng có giá là 800 ngàn thôi nha. Mình ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. Đây 800. 800 ha. Rồi. Rồi đổi luôn. Về thay chậu đẹp của chú ơi. Có một cây đẹp ngắm liền.
Đây tiếp tục là cây số 9 nha. Ồ, cây này nụ có hoa tàn rất đẹp nha cô chú anh chị. Nụ này là đang nở hoa nha, nụ không đó, đó là cái nụ của nó này, thiên nhiên chứ mình chưa có làm bông gì hết. Dạ vì nó quá dạ nó lên bông. Cây này thì mặt cắt nó còn hơi to một chút nha cô chú anh chị mình ha, tại khi mặt cắt nó còn hơi to một chút. Quá già đủ nắng đủ nước là lên hoa liền theo chú. Đây. Rồi chiều cao vị trí này nó được 47 nha. Đó. Nó rộng thế này là 49. Bông chùm chùm kẹo kẹo giống như hoa bằng lăng nha. Đẹp. Bình thân của vị trí này 17 đúng ha. À, củ đế là hơn nắm tay mình nha, vậy này hơn nắm tay. Cây thuần chậu không nha chú, thuần rất lâu à. Cái số 9 này có giá là 900 ngàn nha cô chú anh chị mình ha. Có chốt này mình rút chậu này ra mình vừa quấn bầu nha cô chú anh chị mình ha. Cái này dở thì dở lên như nguyên nghề gì thế này nha cô chú anh chị mình ha. Đây, dễ nó ra rất đẹp ha. Đấy, rồi. Dạ rồi, 900 ngàn ha cây số 9 ha. À, tiếp tục là một cái dòng linh sam này là này 86 nè. Cái này phải không chú? À, sông Hinh lá kim. Cái này sông Hinh ha. Sông Hinh lá kim. Cây số 10 nghe cô chú anh chị mình ha. Có lộn luôn con cây này thôi. Dạ. Nụ rất là nhiều luôn nha. Cái này là sông Hinh ha. Dạ. Đây. Cây này có dáng thế quá chừng nó siết dây rồi. Siết dây. Quá sát siết rồi. Cái bộ đế đâu chú? Đế đế khủng luôn. Điều luôn. Đế là điều luôn ha. Cái này thay chậu rồi thay đất nữa cái là cây này nó tốt dữ thần. Chiều cao vị trí này là nó 45 hay cô chú anh chị mình ha. Đi. Rồi tán ngang như thế này là nó được 66 nha. Đấy. Cây rất là già cây nghe cô chú anh chị mình ha. Cây già. Bình thân nó 18 ha. Rồi cây số 10 này có giá là 750 ngàn thôi nghe cô chú anh chị mình ha. Cũng một ship toàn quốc nha. À, 750 ngàn nha. Sữa mình... cây dáng tàng đa thiên nhiên của năm ha. Tàng đa. Cây này rất bông rất đẹp luôn. Quá sức ra bông. Tàng dày nha quý cô chú. Tàng rất là dày luôn. Mà. Ấm luôn rồi đó. Cái này mở dây ra là được luôn đó. Dạ rồi. 750 thôi. 750. Đổi cây. Đổi luôn. Đây quay trở lại dòng siêu bông. Siêu bông cây số 11 nha cô chú anh chị mình ha. Đây cây này có gây cái dáng chật rất đẹp ha. Đây dáng này quá đẹp. Rồi. Chiều cao vị trí này là 50 ha. Tán dài như thế này thì được 68 nha cô chú anh chị mình ha. Bình thân vị trí này nó 18 nha. À, 18 cái số 11 này có giá là 800 ngàn thôi nha cô chú anh chị mình ha. Qua ship toàn quốc nha. Dạ 800. À, cây này nó hai bề mặt, bề nào nó nhìn nó cũng đẹp hết. Bề này thì nó đẹp hơn. Cái cốt cành lâu lắm. Dạ, rất là lớn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Rồi, đổi đổi cây. Tới tiếp tục là cái thân cây ha. Rồi cây số 12 nha cô chú anh chị mình ha. Đây cô chú nè. Đang có trái luôn nha, cho ra trái chính luôn thân cây. À. Nhiều màu trên cây lắm nha chú, nó giống như hải châu rồi vậy đó, tức là màu trái mình ăn được luôn. Màu đỏ, rồi chiều cao vị trí này nó 79 nha, tán ngang thì nó 35 thôi ha. Trái nhiều. À, thằng cây quanh thân là chắc nhỏ 7 rồi ha. Cây có củ đế rất đẹp nha cô chú anh chị mình, thấy đây củ đế nó như thế này nha, rất đẹp luôn nha. Dạ. À, đây, đây. Này, đế đẹp nắm tay luôn. Rồi cái số 12 này có giá là 350 ngàn thôi nha, mình qua ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. Đó, trái nó đây. Dày lắm nha chú, nhiều trái lắm nè. Đó, trái chín đỏ tươi là đẹp lắm. Rồi, 350 cho cây này thôi. Rồi, đổi cây. Còn trái rất là nhiều luôn. Tiếp tục là cũng cây thân cây số 13 nha cô chú anh chị mình ha. Đây, số 13. Số 13 cũng vậy luôn. Đây. Đó, trái rất là nhiều nha. Đó, cũng bể đế luôn rồi cô chú anh chị mình ha. Đây, bể đế luôn nha. Đỏ rực hết trơn. Chiều cao vị trí này là nó được 80 nha. Tán rộng thì nó được 42. Quạnh nó chắc 5 cũng vậy thôi, có 5 6 cũng vậy thôi. Cái này cái số 13 này cũng có giá là 350 ngàn thôi cô chú anh chị mình ha, mình cũng bao xếp toàn quốc ha. Dạ. Đây. Nhỏ mà già một chút, trái rất là già, trái rất nhiều ha. Củ đế rất đẹp luôn. Thân kỳ. Rồi cái số 13 rồi. Rồi, ở giúp con luôn. Tiếp tục là cái me cô chú anh chị mình ha. Đây là một cây me Thái nha, me ngọt nha. Cái này là bao là me ngọt luôn, cái số 14 nha. Dạ. Yeah. Bao me ngọt luôn. Một cây me ngọt. Dạ. Yeah. Đây. Đó. Chiều cao vị trí này đã được 55 ha. Tán rộng thế này là 60. Quỳnh thân nó 17 ha cô chú anh chị mình ha, 17 ha. Dạ. Còn cái củ này thì to rồi.
Củ thế này là nó được 35. Cây số 14 này có giá là 900 ngàn nha. Mình cũng bao ship toàn quốc hay cô chú anh chị mình ha. Cho một cây me thái ngọt nha. Cái này bảo đảm me ngọt nha. Đây. Số 14, 900 ngàn. Số 14, 900. Dạ. Rồi, đổi cây. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp tục là dòng me mình ha. Đây, dòng me chua. Cây số 15 ha. 15. Đây, có củ đế rất là quái nha cô chú anh chị. Một nắm tay không hết ha. Đây, số 15. Cây dáng trực ha. Yêu cầu vị trí này là được 60 ha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Thân dài thì nó 68. Quanh thân của vị trí này nó 18 ha. Còn củ to như thế này thì nó được 43. Đây. Cây số 15 ha. Cây này cũng có giá là 900 ngàn thôi ha cô chú anh chị mình ha. Cái lưu 900 ngàn cũng bao ship toàn quốc nha. Đây. Dạ. Cây giờ có những cái đừng co lắc rất là đẹp ha cô chú anh chị mình ha. Rồi, cục bú chỗ này nó đổi cây. Đổi giúp con luôn. À, tiếp tục là cũng cây số 16 cũng là cây me ha cô chú anh chị mình ha. Cây này dáng chật lắc luôn nè. Cái cũ quá đẹp. Quá khác cái cũ là đẹp rồi, cây số 16. Đây. Cành, cốt cành thì đều hết trơn. Chia phân bổ nó đều rồi. Đó. Này, cái củ nó rất đẹp nè, nó có mấy cái mục rất đẹp luôn. Chiều cao vị trí này là được 63 nha cô chú anh chị mình ha. Tán ngang thì được 49. Đấy. Mình thân đo cái eo nhỏ này đi. Là 13 thôi ha. Dạ. Còn hoành củ đặc như thế này thì tới 46 nha cô chú anh chị mình ha. Những cái mục này rất khéo nha. Cái số 16 này cũng có giá là 900 ngàn thôi nha cô chú anh chị mình ha. Được ship toàn quốc. Số 16. 900. 900 nghìn thôi ha. Dạ rồi. Đổi cây. Đổi giúp con luôn. Tiếp tục cây số 17 ha. Cũng là cây me ha. Cây này để nó cuộn cuộn hơn cây nãy nữa. Cây số 17. Đấy. Đấy. 17. Số 17. Rồi. Đó. Cây này cũng quái vậy. Cây này nó có cái chiều cao này của nó là 48 nha. Tán ngang thế này là 43. Thì quách thân đo đây chống cái này đo được rồi, vị trí này nó là 13 hay cô chú anh chị mình ha. Quách thân 13, củ đế bự thế này là nó được 43 nha. Đấy. Cái số 17 này cũng có giá là 800 ngàn thôi nha cô chú anh chị mình ha. Mình cũng bọc xếp toàn quốc nha, cái số 17 nha. Dạ, 800 nghìn thôi. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp tục luôn. Tiếp tục là một cây bông trang thần chậu ha. Đây, cây trang cà rốt ha, màu cà rốt rất đẹp mấy cô chú anh chị mình ha. Chim lấy cái miếng chim lên cho bác Năm nghe. Nó mới gặp em. Đúng rồi. Rồi được rồi. Cam cà rốt màu rực rỡ luôn cô chú. Rực rỡ đang ra bông ha. Đây, có cái củ màu đỏ màu lắm. Cây số 18 mấy cô chú anh chị mình ha. Nó có cam, có đỏ, có vàng ở trên một cái hoa luôn nha. Đó. Đây nè. Chiều cao vị trí này là nó được 77 nha cô chú anh chị mình ha. Đẹp lắm cô chú. Thằng rất đặc nha. Tán ngang thế này nó được 76. À, màu rất là đẹp nha. Dạ. Đang lên bông rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cây một cốt nha. Nó đổi màu với bác Năm ha. À, nó một bông nó đổi có màu nhiều vậy đó. Cái màu luôn á. Quỳnh thân vị trí này là nó 17 nha cô chú anh chị mình ha. Một cốt lên đây hai thân ha. Cam cà rốt. Cam cà rốt ha. Đây. Xương cành dày. Dàn xương nó rất là dày nha cô chú anh chị mình ha. Cây số 18 nha. Rồi, cái này mình giao lưu cùng cô chú anh chị mình giá 500 ngàn thôi nha. Ship toàn quốc nha. 500. 500 ngàn thôi nha. Bông đẹp. Rất là sáng luôn chú. Đổi cây. Dạ. Tiếp tục là cũng là một cây trang cà rốt ha. Cái cây này nó to hơn cây cô chú anh chị mình ha. Có cô đế dữ hơn nha. Đây. Dạ. Cây số 19 ha. 19. Đây. Cho con thêm dòng vào đây. À, đây. Quên dòng nó đi. Dòng qua cái bông mà cho cô chú mình nhìn cái bông nè. Đây, cái bông rất đẹp nha. Đẹp rã lắm cô chú. Đó. Bông sáng nha. Đó, trên một bông nó có nhiều màu vậy nè, vàng, hường, cam, đỏ. Chiều cao của nó là 79 nha. Tán ngang thế này là nó 78 cô chú anh chị mình ha. Bông rất là tươi nha. Dạ. Yeah. Quỳnh thân sát chân thế này nó 17 nha, quỳnh củ rất bự nha. Đây, cái củ rất là to luôn, rất là già luôn. Rồi, cây số 19 này cũng giao lưu cùng cô chú anh chị cũng có giá là 500 ngàn thôi nha. Cũng bốc ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. 500 ngàn thôi nha. Cây số 19. Cho cây trang cà rốt rồi, đổi cây cho nó sáng nhà sáng cửa luôn. Tiếp tục là một đây. Cây trang vàng nha cô chú anh chị mình ha.
đây mình được hai cái chân vàng nha, cây một cốt nha, rất là già, nó lên u chân rồi nha. Đợi vàng hả bác Năm? Chân vàng màu đấy. Vàng hay chứ? Nó màu vàng mà như muốn đột biến, nó ra cái màu hường đó. Con thấy nó hường chứ không phải là nó rặt vàng không nữa. Nó vàng nhưng mà cái nó này muốn chắc vàng biến. Vàng hường quá vàng hường hay gì nè, vàng hường mình tính màu vàng đi cho dễ. Vàng hường rồi, chiều cao vị trí này nó được 72 ha, tán rộng thì nó 60 đấy. Dạ. Một cốt cây này, một cốt thoát thân. Thoát thân là cao ạ. Này già. Gì vậy cái gì? Thoát thân nó tới 28 ha. Bình thân vị trí này là nó 13 ha cô chú anh chị mình ha. Những cái bông nó thế này nó lên cái màu này nè. Vàng hường bác Năm ơi. Gì là vàng hường nè, đó, nó lên lá nhỏ. Già là gì nè. Đó. Dạ. Đây cây sau này mình cây sẽ sau nhìn này thấy rõ hơn. Mình có một cặp ha. Dạ. Rồi cây số 20 này có giá là 450.000 ha, mình cũng có ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Bông đẹp nha cô chú. Đó. Vàng hường. Rồi đổi giúp con luôn. Rồi đổi. Đây cây này đây, đúng đây. Vàng luôn nè. Tiếp tục là cũng cây trăng vàng nha cô chú anh chị mình ha. Nó già quá nó đổi mà. Cây này cũ đế dữ lắm luôn. Đây nè cô chú nhìn dễ thương. Mới ra nè ha, cái màu nè. Đó. Đó, ra được thời gian cái màu vậy nè. Ở dưới này màu đậm hơn nữa nè. Đó. Đây hai màu luôn nè, nhìn ha. Chiều cao vị trí này là nó được 97 nha cô chú anh chị mình. Cái này rất cao nha. Tán ngang như thế này thì nó được 69 ha. Đó. Cái này là vàng hương ha. Dạ, vàng hương. Màu hoa rất đẹp cô chú. Thoát thân thì nó 20 à. Đổi màu. Quan sát cái này nó 14 nha cô chú anh chị mình, cây rất là già nha. Đấy, bề đế rất đẹp luôn, bề đế dưới đấm đế luôn. Dạ. Đây cây số 21 này có giá là cũng 450.000 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Dạ, trong cây băng trang vàng hường ha. Đây. 450. Rồi, đổi cây. Tiếp tục là một cây vũ sữa nha. Phôi vũ sữa ha, đang lên tược cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Đây, phôi vũ sữa. Phôi vũ sữa. Số 22 nha. Lò rèn hay sao bác Năm? Sữa lò rèn. Đây một phôi vú sữa. Đấy, có cái củ rất đẹp ha. Vú sữa bơ lò rèn ha cô chú. Đây. Cây đang nhú tược mạnh ha. Đang lên tược rất là mạnh luôn ha cô chú anh chị mình ha. Cây hơi bay bay ha. Chiều cao vị trí này nó được 56 ha. Dạ. Quỳnh thân đo trên này nó 33 ha. Cái củ này rất lớn ha. Củ đặc thế này là 46. Rồi cây 22 này có giá là 1.500.000 ha, mình cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Đấy. Cái vú sữa lò rèn ha. Đấy. Đang năm trời rất là khỏe nha cô chú anh chị mình ha. Dạ, 1.500.000. Rồi, ok. Nặng vô chứ. Nặng lắm. Dạ. Bác Năm bứng bầu khỏe cho nên là cây nặng. Tiếp tục với cây số 23 ha, cũng một phôi vú sữa lò rèn của cô chú anh chị mình ha. Mọc tược lên rất là mập nha. Đây, rất là mập luôn. Đấy. Dạ rồi. Chiều cao vị trí này là đã được 48 ha. Quỳnh thân vị trí này nó 37 ha cô chú anh chị mình ha. Cây 23 này cũng có giá là 1.500.000 thôi, mình cũng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. Cây số 23 cho cây phôi vú sữa nha. Dạ. 1.500.000 nha. 1.500.000. Rồi. Ok. Rồi một cây lài. Rồi đây một cây lài đang ôm bông ha. Bông rất nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Đây một cây lài có củ đế rất đẹp luôn ha. Đây. Cây số 24 nha cô chú anh chị mình ha. Bông nụ hết biết luôn chứ. Dạ. Cây nhỏ mà bông nụ. Mỗi đợt mỗi có bông. Lài cánh quạt ha cô chú. Lài cánh quạt. Lài cánh quạt. Còn gọi là lại kép. Rồi chiều cao vị trí này là nó 84 nha. Tán ngang thế này là nó 87. Rất là bông nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Yeah. Quỳnh thân nó thì chỉ nhỏ chứ không bự. 90 trở lại ha. Rồi 10 ha. Nhưng củ đế rất đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Có củ đế. Thơm nhiều quá chú. Đấy. Rất là thơm. À, một cây lại cánh quạt. Cây số 24 này có giá là 450.000 nha cô chú anh chị mình ha. Cây thác được nhiêu chú. Cây cũ này nó nằm trên bình ở dưới đây nè. Đó, con mò mò không mà thấy nó bự ra nè.
Cây 24 này có giá là 450.000 nha, mình cũng một xếp toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha, cho một cây lài ha. Thơm lắm cô chú ơi, thơm lắm. Mình chỉ có duy nhất chỉ con cây này một ha. Rồi, đổi cây. Vậy tiếp rồi. Tục là một dòng xuân nếp nè cô chú anh chị mình ha. Do xuân nếp dáng quái ha, dáng long quái nha, cây số 25 nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cây này cũng sắp sửa cho trái nha cô chú anh chị. Đây, những cái mơ tơ đỏ đỏ này là mầm trái của nó nè. Dạ. Yeah, bị cho trái. Đây nè. Đấy. Chiều cao vị trí này là được 49 ha. Tăng ngang thế này thì được 53. Xung nếp. À, xung nếp giăng long ha. Dạ. Yeah. Này giăng long chứ. Rồi hoành thân vi sát chân thế này là 15 nha. Dạ. Yeah. Đấy. Giăng độc quá ha cô chú. Ờ à, quá độc luôn. Cây số 25 này có giá là 550.000 nha cô chú anh chị mình ha. Chỉ có 550.000 thôi ha. Cây này khoảng 10 ngày nữa là nó lên trái luôn. Dạ. Yeah. Rồi đổi cây. Rồi. Tiếp tục là một cây sung đang mang trái ha. Đây, cây này đang mang trái đây, tiếp cũng dòng xuân nếp nha. Cho trái nhiều lắm. Cây số 26 ha cô chú anh chị mình ha, đây này, trái rất là nhiều nha. Trời nó ra nè bữa nay. À, đây nè, nó nụ nó nè, trái nè đây. Trái bút măng rất đẹp luôn. Nè. Yeah. Lên cây này trái dữ đó. Đây, nó có vết lũa chỗ này nghe cô chú anh chị mình ha, cái dòng sung thì nó hay có bị thứ này nha, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì về cây đâu. À, trái nó dài dài lên luôn nè. Hết hồn trái à. Đấy. Sung mà cắt của chú tha keo nó đâu ăn đâu, nó tự kéo thôi chứ nó đâu ăn keo gì đâu trong chứ. Nó chảy ra. Rồi, chiều cao nó 58 ha. Tán rộng thì nó 50 ha cô chú anh chị mình ha. Nó tự lành thôi. Giống như si sọp rồi vậy đó cô chú ơi, dòng này. 20 bao năm rồi. 20 ha. 20. Tính 19 đi, nó hơi 19. Khó đâu. Tính 19 thôi. Một cây sung nếp. Ờ, sung nếp. Đang trái. Cây 26 này cũng có giá là 500.000 ha cô chú anh chị mình ha. 500. 500.000 thôi nha. Cây này trái rất nhiều mà cô chú anh chị tới tên cạnh này luôn nha. Mình chưa sung thì mua cây sung về cho lúc nào cũng có sung nha quý cô chú. Lúc nào cũng sung này ăn được luôn à. Dạ. Phong thủy luôn, chơi phong thủy lấy lá cây, lấy cây trái. Cây này trái rồi. Lá này sử dụng được, trái sử dụng được, nói chung là cây sung công dụng rất nhiều. Đây là nụ trái không đó. Dạ. Nụ trái không à. Công dụng rất là nhiều luôn. Còn cái chòi bên này còn giữ nữa nè, chòi mấy nay nè, hết hồn luôn rồi. Lên tới này luôn. Này nhậu mà đem bẻ về chùm vô chấm muối ớt cũng ngon lắm nè. Rồi, đổi cho đổi cây đi. Chấm muối trắng cũng được. Cây 26 nó có giá 500.000 nha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Tiếp tục. Cây số 27 luôn cô chú ơi. Đây là một cây sung quái nữa nha, cây số 27 nha. Đây, cây này có củ đế là rất là quái nha cô chú anh chị mình ha. Chơi bonsai quái. Ừ. Cây số 27 nha, bên này nó đặt bên này. Làm hai cái nhánh nó liền lại giờ nó đặt ra nó dính liền rồi luôn. Như cái đây. Đó. Như cái tàu lượng đó. Đó. Quái gì. Quái. Chiều cao vị trí này là nó được 41 cô chú anh chị mình ha. Cái rễ này thì để hộ anh chị. Rồi hoành thân vị trí này nó 14 ha, mình đôi tuốt trên này nha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Còn cái bể thì nó bự lắm nha. Nguyên cái bể đặt thế này. Đặt thế này thì nó tới 39 lần. Đấy, cái sung này cây quái. Bung bung này lấy cũng được mà không lấy cũng được tại vì phía dưới này ngang luôn cũng được, hai cái này mình bỏ luôn là rất đẹp luôn. Phía dưới này có nè. Rồi, phía dưới này có cái gãy cắm có gãy đây nó mọc ra luôn nên là này. Mình bỏ ngay cái này đi cô chú cũng đẹp luôn. Thôi mình để chơi quái gì đó tùy ha. Rồi cái số 27 này có giá là 550.000 nha, mình cũng xếp toàn quốc nha cô chú anh chị mình ha. 550. Mình xếp thì mình rút chậu nha cô chú chị mình nghe mình bỏ bầu nha. Rồi đổi cây. Rồi đổi giúp bạn. Con luôn. Rồi tiếp tục cây số 28 ha. Đây cây này là mầm nó quá xá chuẩn bị cho trái rồi. Cũng sung nếp luôn. À, dòng sung nếp bị, ha. Cũng chuẩn bị lên trái. Lên trái dữ lắm luôn đó, cái này nè. Dồi nó nhiều lắm. Cái dồi nó quá xá rồi. Đây nó lên tới trên này nè. Rồi chiều cao vị trí này là nó 45 ha. Tán ngang thế này thì nó 38 ha. Đây. Đó, thằng này đi. Thằng này nó được 13 ha cô chú anh chị mình ha. Đây. Cây sung nó ngộ lắm chú. Cây nào có trái là có trái nha chú, còn cây nào không có trái là kiếm hoài. Rồi cây số 28 này mình vô lưu cùng cô chú anh chị chỉ có giá là 400.000 thôi nha. 400 một xếp toàn quốc nha cô chú anh chị mình nha. Đây. 400. Cây này rất là quái cây luôn. Rồi. Về này rất đẹp. Đổi giúp con luôn ha. Rồi đổi cây. Một cây cẩm thị. Tiếp tục đâu là một cây cẩm thị nha cô chú anh chị mình ha. Có một cây cẩm thị luôn. Cây số 28, 29 nè. 29. Rồi cây số 29 nha cô chú anh chị mình ha, cây này cây thần chậu rồi nha. Mình nuôi nó rất là lâu rồi nha cô chú anh chị mình ha. Cái cẩm thị này nè. Rất là lâu rồi. Bao sống bao xếp cho cô chú anh chị mình luôn cái cây này nè. Một cái cụm gừng mỗi năm ha. Cây cụm gừng. Có hai thân chính lớn và một số thân nhỏ.
đây đó, cụm rừng này khá mịn nha chú. Dạ, rất đẹp luôn nha, nó đầy hết trơn. Dạ, cứng ngắc luôn rồi, mình nuôi lâu lắm rồi. Chiều cao về chiếc này là được 43 nha cô chú anh chị mình ha. Tán dài thế này là nó 74 nha. Đây. Dạ. Mình đo một cây làm cái này ha. Cây to như thế này thì nó được 21 hoành ha. Còn nguyên cũ nguyên một bể cụm rừng như thế này thì nó lớn á. Rất lớn bị nó chống chính giữa. Thế 78 ha. Đây. Cây số 30 nha cô chú anh chị mình ha, cây cẩm thị nha. Đây. 29. Cái này cây số 29 hả? Rồi, nhiêu đây? Rồi, là 1.600.000 nha cô chú anh chị mình ha, anh bao xếp toàn quốc nha. Cây số cẩm thị, cây cẩm thị số 29 nha. Rồi. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip ha. Thì Nam Hiền rất chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ cho Nam Hiền nha. Nam Hiền thật cảm ơn trước. Dạ rồi, con chào bác Năm luôn. Ủng hộ cho bác Năm clip này nữa ha chú, rất là nhiều cây đẹp, dễ chơi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.